Xin chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Ở trong các bài học trước, chúng ta đã học được những cái rất hay của Corel Draw. Có bạn nào tự hỏi, Corel Draw là một mềm vẽ vector rất là mạnh. Như vậy nó có cái công cụ nào bị coi là dở không? Chắc chắn là có. Đúng không nào? No one perfect. Không có ai là hoàn hảo cả, nói gì tới một phần mềm. Video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ mà Corel rất là dở. Nói nó dở cũng không có đúng lắm. Phải nói chính xác là sẽ rất là khó chịu nếu phải dùng tới nó. Đó là công cụ tạo bảng. Nếu bạn nào mà đã quen tạo bảng hay là định dạng bảng ở trong Microsoft Word và Excel mà các bạn cảm thấy đã đủ dùng rồi đó, tôi thành thực khuyên các bạn không nên coi tiếp để đỡ mất hình tượng về Corel ha. Vì định dạng bảng ở trong Corel nó có thể làm cho huyết áp của các bạn trồi sụt thất thường. Nhất là đối với các bạn mà học theo cái kiểu nhảy cóc. Đùa chút thôi ha. Nhưng mà dở như vậy thì nhưng mà tại sao nó vẫn có trong một cái phần mềm rất là mạnh như là Corel? Vậy điều khác biệt của công cụ này ở trong Corel với các phần mềm khác là cái gì? Đó là độ chính xác và sự linh hoạt. Ở các phần mềm xử lý văn bản hay là bảng tính, các bạn không thể biết chính xác kích thước của từng cột, từng hàng hay là từng ô ở trong bảng. Các bạn cũng không có thể tạo bảng ở trong Microsoft Word rồi cắt nó ra, dán nó vào Corel rồi in theo cái kích thước lớn được. Vì chắc chắn là sẽ bị bẻ bitmap. Gặp trường hợp đó, các bạn hãy nhớ tới công cụ tạo bảng của Corel. Và các bạn cần nhớ một điều nữa nha. Corel là phần mềm đồ họa. Nên các bạn cũng đừng mong nhập liệu ở trong bảng dễ như là khi dùng Microsoft Word hay là Excel để các bạn khỏi thất vọng. Đó là lý do vì sao rất nhiều bạn thấy công cụ tạo bảng của Corel là cực kỳ dở. Các bạn thấy tạo bảng trong Corel dở là vì các bạn chưa được coi video này thôi. Sau khi coi video này và thực hành bài mà tôi đưa ra, các bạn sẽ thấy tính cho tới thời điểm này thôi nhé. Nếu mà tạo bảng trong Corel mà xếp hạng nhì, thì khó có phần mềm đồ họa nào mà dám nhận là hạng nhất khi tạo bảng cả. Ok, nói dông dài quá rồi. Chúng ta vào bài thôi. Phải học thì mới biết nó hay hay dở và áp dụng như thế nào chứ, đúng không nào? Video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật về cách tạo bảng ở trong Corel. Nên có thể nó sẽ hơi dài dòng, hơi lê thê một chút nha. Các bạn chịu khó nha. Rồi. Vậy để tạo bảng, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có hai cách để tạo bảng. Cách thứ nhất là các bạn vào cái menu table. Ở trên này nè, menu table. Create new table. Rồi. Click Create New Table. Rồi, các bạn chọn số hàng, này, số hàng, số cột và kích thước nha. Kích thước muốn tạo ở đây nó lấy mặc định theo kích thước của cái khổ giấy A4 nha. Thí dụ tôi để thí dụ thôi nha. Tôi làm cho nhanh nha. Ok, tôi nhấp Ok để tôi tạo một bảng. Các bạn thấy chúng ta đã có một bảng. Rồi, được chưa nào? Đó là cách thứ nhất. Tôi xóa bảng này đi. Rồi, cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng Table Tool. Table Tool nó được nhóm chung ở trong cái Text Tool này nè. Trong đây nè. Các bạn nhấp xuống. Các bạn thấy không? Table Tool nó nằm đây. Nó ở đây. Rồi. Các bạn click. Đó. Rồi. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sẽ vẽ que, quét này. Không? Quét, chuột và vẽ. Rồi. Được chưa nào? Chúng ta có một bảng nha. Chúng ta có thể co kéo nha, co kéo này nè, co kéo để định lại cái kích thước, chỉnh lại cái kích thước trực quan bằng cách là kéo các cái ô vuông đen này này, kéo các cái ô vuông đen này ha, đó, kéo các ô vuông đen này để điều chỉnh kích thước của cái bảng một cách trực quan hơn, được chưa? Rồi các bạn cũng có thể nhập kích thước chính xác nó ở đây. Thí dụ các bạn nhập kích thước chính xác của nó. Đây, tôi nhập kích thước, thí dụ tôi cho nó là 200 ly đi ha. Thí dụ thôi. Rồi, chắc chắn chiều ngang nó là 200 ly. Được chưa nào? Rồi, ok. Rồi, vậy để chọn bảng thì sao? Để chọn bảng khác nha.
Để chọn bảng không phải là chúng ta chọn bảng là chúng ta dùng công cụ chọn là chúng ta chọn nha. Khi chúng ta dùng công cụ chọn, chúng ta chọn bảng thì là chúng ta chọn như là chúng ta chọn một cái object, nó là một bảng nha. Chúng ta có thể đủ, có thể tô màu hoặc làm cái gì trên cái bảng này, nhưng mà chúng ta không có sửa đổi hoặc là không có can thiệp sâu vào trong cái các cái cell của cái bảng này được. Được chưa nào? Rồi, để chọn bảng chúng ta sẽ dùng công cụ Shape Tool, hoặc các bạn có thể nhấn F10 nha. Rồi, nhấn F10 Shape Tool. Rồi, các bạn thấy rồi, trỏ chuột nè, các bạn thấy trỏ chuột nó có hình cái mũi tên, thấy không? Rồi, trỏ chuột nó có hình mũi tên và có cái vuông nhỏ ở bên cạnh. Nhấp trỏ chuột vào trong bảng, nhấp trỏ chuột trong bảng. Rồi, được chưa? Rồi, chúng ta muốn chọn bảng thì chúng ta right click nha, nhấp chuột phải, select và chọn là table. Ok, các bạn thấy toàn bảng đã được chọn. Được chưa nào? Rồi, rồi ha. Rồi, bây giờ vừa rồi chúng ta vừa mới biết cách chọn bảng. Bây giờ để chọn một ô, chọn một cell là như thế nào? Chọn một cell, một ô thôi nha. Thì chúng ta sẽ cũng dùng Shape Tool nhé. Và chúng ta nhấp vào ô chúng ta muốn chọn. Thí dụ đây, chúng ta nhấp vào ô này, chúng ta muốn chọn nha. Chúng ta, thí dụ muốn chọn nhiều ô liên tiếp thì chúng ta giữ chuột trái và quét chọn các ô liên tiếp. Được chưa nào? Ha. Rồi, thí dụ muốn để bỏ chọn một ô nha, bỏ chọn một ô thì chúng ta giữ cồn chôn và nhấp trên cái ô muốn bỏ nó. Thí dụ tôi muốn bỏ ô này. Được chưa? Rồi. Được chưa nào? À, rồi, ok. Chúng ta đã biết cách chọn chọn ô rồi ha. Còn nếu mà để chọn một các ô cách quãng, vừa rồi là chúng ta chọn các ô liền nhau. Để chọn các ô cách quãng thì chúng ta giữ cồn chôn và click trên các ô muốn chọn. Đây. Giữ cồn chôn nha. Rồi. Được chưa nào? Ok. Rồi, chúng ta vừa biết thêm cách là chọn cell, tức là chọn các ô. Rồi. Bây giờ chọn hàng và chọn cột thì sao nào? Rồi. Để chọn hàng và chọn cột á, thí dụ muốn chọn cột thì chúng ta đưa trỏ chuột ra ngoài, các bạn thấy không? Đưa trỏ chuột ra ngoài cạnh trên này. Cạnh trên các bạn thấy trỏ chuột nó biến thành cái hình mũi tên chỉ xuống. Rồi. Các bạn nhấp chuột, các bạn chọn được một cột nha. Kéo giữ chuột trái nha, kéo và chúng ta chọn được những các cột nữa. Được chưa nào? Rồi, muốn chọn cột cách quãng thì chúng ta giữ control và click trên cột muốn chọn. Rồi. Được chưa nào? Ok. Rồi, chúng ta vừa biết cách chọn cột. Rồi bây giờ thì chọn hàng thì như thế nào? Chọn hàng thì ok, cũng giống như thế, chúng ta nhấp chọn nha, để trỏ chuột nè, các bạn để trỏ chuột bên ngoài nhé. Để trỏ chuột ở bên ngoài ha. Nhưng mà có nhiều khi các bạn để trỏ chuột bên ngoài mà nó chưa có cái đó, các bạn chịu khó nhấp vào trong này chút xíu nha, rồi các bạn mới nhấp ra ngoài ha. Đó nè, các bạn nhấp vào trong thành hình dấu cộng ha. Rồi các bạn đưa ra ngoài nha. Các bạn thấy nó có hình mũi tên này, các bạn nhấp chọn, kéo nút giữ chuột trái nha, và quét chọn hai hàng liên tiếp. Nếu muốn chọn một hàng cách quãng, chúng ta giữ control và click chuột trên hàng muốn chọn. Được chưa nào? Rồi. Ha, chúng ta vừa biết thêm cách là chọn hàng và chọn cột. Rồi, bây giờ để tách một cái ô, bây giờ cái cell này nè, một cái ô này thôi ha. Bây giờ tôi muốn tách cái ô này ra làm hai thì sao? Nha, tách ra làm hai thì tôi chọn cái ô này nha và nhấp chuột phải nha, nhấp chuột phải. Nếu mà chúng ta muốn nó có hai, chia thành hai theo chiều dọc thì chúng ta chọn là split into row nha. Rồi, nó sẽ hỏi chúng ta là cái số hàng là bao nhiêu. Thí dụ đây là hai nha, các bạn tăng giảm nó ở đây nha, các bạn tăng giảm nó ở đây. Thí dụ tôi để mặc định là hai, ok. Các bạn thấy nó chia làm hai, được chưa nào? Ok ha, tôi nhấn Ctrl Z. Rồi, bây giờ vừa rồi chúng ta cho nó thành hai hàng, bây giờ chúng ta cho nó thành cái cell này thành hai cột thì như thế nào? Cũng như thế nha, nhấp chuột phải và split into column.
Rồi. Nha. Rồi số cột các bạn nhập vào đây, hoặc các bạn có thể nhập mũi mũi tên này nha. Tôi đây tôi chọn cho nó là ok, là 2, là ok. Các bạn thấy nó đã chia làm 2 theo chiều dọc. Được rồi ha. Rồi tôi nhấn Ctrl G. Được chưa? Rồi tách ô chọn ô rồi, chúng ta đã có tách ô chọn ô. Bây giờ trộn cột nha. Trộn cột này, các cột này, các cột này ha. Chúng ta trộn lại thì như thế nào nha. À vừa rồi, quên một cái nữa. Là các bạn có thể dùng cái kéo trỏ chuột này ha. Đó, kéo trỏ chuột. Rồi các bạn có thể định cái khoảng cách của các cái ô nha. Định định khoảng cách của nó, kéo này ha. Đó, định cái khoảng cách của các cái ô và các cái hàng lại. Được chưa? Nha. Đó, vừa rồi quên nói cái đó. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tách hàng và tách cột thì như thế nào nha. Trộn cột, trộn hàng rồi nha. Bây giờ trộn chứ, trộn cột đi, chúng ta trộn cột trước nha. Bây giờ chúng ta cũng nhấp chọn ha, trộn cột. Thí dụ chúng ta muốn trộn hai cái cột này lại với nhau này ha, thì chúng ta chọn hai cái cột này và right click nha, right click. Ok, được chưa? Rồi, chúng ta chọn cái gì? Merge cell. Nha, trộn vô merge cell. Được chưa nào? Rồi, nó trộn lại được ha. Tôi nhấn Ctrl G. Rồi bây giờ trộn trộn hàng này như thế nào? Chúng ta chọn hàng ha. Chúng ta chọn hàng này nữa. Rồi, cũng right click rồi merge cell. Chúng ta trộn hàng được. Ok, được chưa nào? Tôi nhấn Ctrl G. Ha, rồi chúng ta đã trộn cột trộn hàng được. Bây giờ tách cột tách hàng thì như thế nào? Bây giờ cái cột này tôi muốn tách ra làm hai nha. Chúng trộn cột này. Đấy, chọn ở giữa đi ha, chọn ở giữa để cho nó dễ hơi nhìn hơn. Rồi. Ok. Bây giờ tôi muốn tách nó ra làm hai. Muốn tách cái cột này ra làm hai. Tôi cũng thế nha. Rồi. Bây giờ này các bạn nhấp chuột phải. Rồi ở trong đây thì các bạn là split into column. Rồi, chúng ta chọn làm hai cột hay là ba cột. Thí dụ tôi chọn ba thử nha. Ok. Các bạn thấy không? Nó sẽ chia làm ba cột. Được chưa? Rồi ok, tôi còn chôn G ha. Rồi. Nhưng rồi chúng ta là tách cột, bây giờ chúng ta tách hàng cả nha. Tách hàng, bây giờ cái hàng này đi ha, hàng này nè. Đó, tôi chọn hàng này rồi cũng nhấp chuột phải nha. Rồi split into row. Được chưa? Split into row. Rồi. Thí dụ tôi tách nó là làm hai hàng thôi. Ok. Rồi. Nó được chia làm hai hàng. Rồi, được chưa nào? Tôi nhấn Ctrl G. Ok. Chúng ta vừa biết thêm cách coi như là tách hàng và tách cột. Rồi, bây giờ để thêm cột và thêm hàng thì như thế nào? Nha. Để thêm cột nha. Thêm cột. Một cột thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ chọn cột mà chúng ta muốn thêm. Thêm vào đó, các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, hiện thời chúng ta có 5 cột nha. Vừa rồi nó khác cái tách ra như thế nào khác nha. Rồi, tí nữa tôi sẽ nói với các bạn là tại sao nó những cái khác nhau giữa thêm cột và tách cột nó như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta thêm cột. Rồi, chúng ta thêm vào, tức là phải insert nha. Thêm vào là insert, chèn vào đó, chứ không có phải tách nha. Vừa rồi là chúng ta tách ra, split tách ra. Bây giờ chúng ta chọn là insert nha. Chúng ta insert thành insert cột nha. Insert rồi. Insert cột column. Ở đây nếu mà chúng ta insert theo cái mà insert column ở đây đó thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại nhỏ là cái số cột ha, và chúng ta muốn tách nó ra bao insert chứ chèn vào thêm bao nhiêu cột. Và nó ở bên trái hay là bên phải của cái cột đang được chọn. Nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn là bên trái cái cột mà đang được chọn và chỉ có một cột thôi. Nhấp OK. Các bạn thấy không? Bên này hồi nãy là nó có một cột thôi, giờ nó có thêm cột nữa là 2. Và tổng số cột của chúng ta bây giờ là 6, 3, 6. Được chưa nào? Rồi tôi nhấn Ctrl G. Tôi nhấn Ctrl G. Rồi bây giờ tôi cũng làm lại nha. Làm lại. Rồi insert, nhưng mà insert column. Nhưng mà bây giờ tôi insert qua bên phải. Các bạn để ý nha. Ở bên phải nha. Bên phải. Thì hiện thời bên phải chúng ta có 3 cột. Đúng không ạ? 3 cột trống á.
nha. Bây giờ thêm một cột nữa. Ok, chúng ta có 4 cột trống cả thầy. Được chưa? Rồi, ok, tôi nhấn Ctrl G. Rồi, được chưa? Bây giờ thêm hàng. Thêm hàng nha. Thí dụ bây giờ hàng này, tôi chọn hàng này. Cũng tương tự như vừa rồi thêm cột, tôi cũng nhấp chuột phải và chọn Insert. Ở đây chúng ta cũng có những cái thực đơn con á. Bây giờ này, Insert Row. Nó cũng hỏi như là ở trên ha, ở trên cái cột à, cái hàng được chọn nha, muốn thêm một hàng ở trên cái hàng được chọn hay là dưới hàng được chọn nha. Thí dụ bây giờ là tôi chọn ở bên trên hàng được chọn, hàng bên trên này nè, cái hàng trên có một hàng trắng thôi đúng không, giờ tôi này rồi nó sẽ có hai hàng trắng nha. Rồi tôi còn chôn gì rồi, bây giờ tôi làm lại nha, các bạn thấy vừa rồi này Insert nha. Vừa rồi các bạn thấy trong cái hộp thoại này nè, nó có những cái, nó có cái, vừa rồi chúng ta sử dụng cái này thì nó cho chúng ta định được bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột để chúng ta chèn vào thêm nha. Còn bây giờ nếu mà chúng ta định cái này thì nó chỉ có một thôi nha. Thí dụ bây giờ ở trên nè, tôi chèn một hàng ở trên nha, hoặc chèn một hàng ở dưới nha. Rồi đây thấy chèn một hàng ở trên, các bạn thấy rằng nó không có hỏi gì nữa nha, bởi vì các bạn chỉ có chèn một hàng thôi, cho nên lúc đó các bạn sẽ dùng cái thực đơn đó. Được chưa nào? Ok, tôi nhấn Ctrl G. Rồi các bạn nắm tới cái đó chưa? Rồi. Rồi, ok. Như vậy là các bạn thấy này. Các bạn thấy là cái lệnh thêm cột và thêm hàng á, nó cũng giống tách cột và tách hàng thôi, đúng không? Nó giống một cái là nó đều thêm cho chúng ta thêm một hàng và một cột. Vậy nó khác nhau ở cái gì nào? Nó khác nhau ở cái là kích thước. Nó thay đổi kích thước của cái bảng. Thí dụ nha. Thí dụ bây giờ tôi thêm. Tôi. Đây là. Tôi làm cái này cho các bạn coi. Nha. Rồi. Đây là tôi chọn một hàng. Rồi bây giờ tôi tách hàng. Tôi tách ra nha. Tôi tách. Rồi. Split into row. Tôi tách hàng ra. Tách nha. Rồi, thì tôi tách một hàng thôi. Tôi chỉ cần tách một hàng thôi. À, phải tách làm 2 chứ. Ok, tách làm 2. Ok, tại mặc định 1 phải tách ra 2. Ok nha, các bạn coi nha. Các bạn thấy nó tách ra 2 hàng nha. Mà kích thước của nó thế nào? Không đổi, hoàn toàn kích thước của bạn không đổi. Các bạn thấy chưa? Rồi tôi còn chôn thì gì? Ha. Rồi bây giờ là cũng thế mà tôi insert nha, insert. Mà tôi insert một hàng ở bên trên hay ở bên dưới nó đều như nhau hết đó nha. Thí dụ ở bên trên, này, các bạn thấy kích thước nó sẽ khác nha, kích thước của bảng á. Rồi, các bạn thấy không? Kích thước của bảng nó khác rồi nè. Bảng giờ nó lớn hẳn rồi. Được chưa? Đó, nè. Các bạn thấy không? Bảng giờ nó lớn rồi. Nha. Rồi. Ok, tôi nhấn Ctrl G. Được chưa nào? Các bạn nắm được tới đây chưa? Có nhiều bạn mới học có lấn cấn cái ủa hay sao hai cái lệnh nó giống nhau mà sao mà thêm phiền phức thêm lệnh chi vậy nha, nó khác nha. Và điều đặc biệt đó, nó khác á, là nó khác là bởi vì các bạn thấy bây giờ là cái bảng của chúng ta nó chưa có dữ liệu cho nên các bạn thấy nó không có hữu dụng, nhưng mà các cái lệnh này nó hữu dụng khi nào mà trong bảng này đó nó có một cái nội dung nào đó rồi nha, thì hai cái lệnh đó các bạn sử dụng nó sẽ khác nhau đó nha. Thí dụ bây giờ tôi có, thí dụ bây giờ ở đây có một cái nội dung đi ha, cái cell này nè có một nội dung. Thí dụ bây giờ tôi chèn một cái ký tự vào đây đi, tức là nó có một cái nội dung ha. Rồi như nào, nó có một cái nội dung, được chưa? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ là tôi muốn chèn một cái vào đây nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn đúng không? F10 tôi chọn cái này ha. Rồi tôi tách nó ra into row ha. À, thêm đi ha, chúng ta thêm đi, tách này, giờ tách trước đi cho các bạn coi ha. Chúng ta tách cột này, tách thành cột, nó sẽ hỏi chúng ta thí dụ cho chứ một cột à, chúng ta tách ra hai chứ ha. Ok, chúng ta tách hai cái, các bạn thấy không, nó sẽ, các bạn sẽ không có định được là cái hàng của cái nội dung của chúng ta như thế nào. Cái nội dung của nó là các bạn nằm im như thế này. Các bạn hiểu tới đây chưa? Cái nội dung của nó, các bạn nó nằm sẵn ở đây. Và nó thêm một hàng, à, thêm một cột nữa ở đây. Rồi tôi nhấn Ctrl G. Rồi.
Bây giờ cũng vậy. Bây giờ các bạn, vừa rồi là chúng ta tách, bây giờ chúng ta insert. Insert thì chúng ta insert cái hàng. Đâu? Chúng ta phải insert bên phải đúng không? Vừa rồi chúng ta insert bên phải. Rồi, column right. Đâu? Các bạn thấy khác không? Insert nó nhảy qua đây. Vừa rồi chúng ta tách thì nó tách ở đây. Bây giờ chúng ta insert là nó nhảy ra đây. Các bạn thấy khác không? Đó, tôi nhấn Ctrl G nha. Tức là đây nó có một cái nội dung rồi. Và các bạn muốn chia cái này nè. Chia cái cell này ra làm hai nha. Chia cái cell này ra làm hai cột thì các bạn phải dùng lệnh split, dùng lệnh tách chứ không được dùng lệnh insert. Các bạn dùng lệnh insert là nó bay ra đây. Nha. Các bạn thực hành các bạn mới nắm được rõ hơn nha, bởi có nhiều bạn lấn cấn, nhiều bạn nhất là nhiều bạn mới học có lấn cấn cái này lắm. Nha, được rồi. Nha, cứ thực hành đi rồi sẽ biết nha, khác nhau đó chứ không phải vô cớ đâu mà tự nhiên nó có hai lệnh. Rồi. Ok. Chúng ta vừa tìm hiểu được một cái lệnh nữa, đó là thêm hàng thêm cột. Rồi. Ok. Bây giờ nè, các bạn thấy các hàng và cái cột này nó so le nhau. Hàng này đó ha, hàng này nó rộng nè, hàng này ngắn nè. Bây giờ các bạn muốn chia đều nó ra thì sao? Thí dụ thôi nha, thí dụ giờ tôi muốn cho hai cái hàng này nè ha, nó đều nhau, chứ giờ tôi chia ra tôi dùng cái này tôi kéo á, là nó không có xua, nó nhìn cái mắt thì nó có vẻ bằng nhau nhưng mà thực tế nó không bằng nhau nha. Muốn cho nó bằng nhau tuyệt đối, chúng ta chọn nó, chọn hai hàng này và chúng ta right click nha. Chúng ta chọn distribute, rồi chúng ta chọn cái gì, row evenly nha. Tôi làm lại nha, tôi làm lại vừa rồi các bạn, vừa rồi cái này nó nằm đây được chưa. Rồi ok nha, right click rồi. Distribute row evenly tức là hàng đều nhau ha, các bạn thấy không, nó chia tuyệt đối đều nhau được chưa nào. Tôi nhấn Ctrl G. Rồi, áp dụng y như vậy theo cho cột. Thí dụ hai cột này nè, các bạn thấy của nó là không đều nhau. Muốn cho nó đều nhau, chúng ta quét chọn hai cột. Right click và distribute. Rồi, column evenly. Rồi, được chưa nào? Nó lập tức đều nhau. Tôi nhấn Ctrl G. Được rồi ha. Ok. Nào, bây giờ nè, cái phông chữ, bây giờ chúng ta sẽ trong bảng là phải có dữ liệu đúng không? Dữ liệu thường là chữ, cũng có hình nhưng mà thường là chữ. Rồi, bây giờ là thí dụ chữ, các bạn chữ đây đó, cái phông chữ là nó lấy phông mặc định của cái phông chữ paragraph nha. Phông chữ nó lấy mặc định. Bây giờ các bạn muốn cho toàn bộ cái bảng này đó nó dùng một cái phông chữ gì đó nha, thì các bạn phải chọn toàn bảng. Tôi nói thí dụ chọn toàn bảng. Rồi. Select table. Rồi. Ở đây nè, các bạn cho các bạn coi nha. Cái phông chữ này á, là phông Arial và kích thước của nó là 12 point. Được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ nè, tôi muốn định kích thước khác của nó thì tôi chọn toàn bảng. Select table. Rồi. Rồi tôi nhấn Ctrl T. Ctrl T đó. Hoặc là ở trên cái này nè, khi các bạn chọn toàn bảng ở trên này nó có cái nút ha, một cái nút tag, hoặc các bạn nhấn Ctrl T, các bạn nhấn nút tag hoặc nhấn Ctrl T nha. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn phông chữ cho nó ở đây, phông chữ nha, tag nha. Phông chữ nó đang là Arial. Các bạn có thể chọn một cái phông nào đó. Thí dụ tôi chọn một cái phông là UTM Time ha. Rồi, UTM Time. Các bạn thấy không? Phông nó đổi rồi nha. Còn thí dụ với các bạn muốn cho nó là, thí dụ phông cho nó là 14 đi. Tôi có thể nhập chính xác vô luôn. Phông 14. Rồi. Còn thí dụ bây giờ các bạn có thể chọn kiểu chữ. Thí dụ như normal hay là bold. Đậm. Được chưa nào? Rồi. Mà điều đặc biệt nhé. Điều đặc biệt ở đây là các bạn không có chọn màu chữ được nha. Tại sao ạ? Các bạn chọn màu chữ không được nha. Ví dụ bây giờ màu chữ đang màu đen. Đây là tôi đổi màu chữ cho các bạn coi nè. Nha. Tôi đổi màu chữ. Đang màu đen tôi đổi sang màu đỏ nè. Không được nha. Nó nhảy trở lại. Không được nha. Nó nhảy trở lại. Các bạn biết tại sao không ạ? Tại vì nó lấy mặc định theo cái màu chữ của paragraph text. Các bạn muốn đổi thì các bạn phải đổi trong cái mặc định của paragraph text. Cái này hình như
có bài bài trước á, một số cái bài lâu rồi cũ rồi đó là tôi có hướng dẫn các bạn rồi nha. Các bạn chịu khó coi lại nếu mà quên. Được chưa? Nhưng mà các bạn đừng có lo lắng, bởi vì các bạn có thể thay đổi bằng cách thủ công được nha. Thí dụ các bạn muốn cho chữ này thành chữ màu đỏ thì các bạn dùng công cụ này ha, dùng công cụ Text Tool nhấp chọn nó nha, nhấp chọn cái ký tự này và các bạn có thể đổi màu chữ nha, nó đổi dễ dàng mà ha, có điều đổi thủ công chứ nó không có đổi toàn một cái bảng được. Các bạn nắm được tới đây chưa? Ok đó. Rồi bây giờ nè, tiện đây thì ấy luôn. Rồi bây giờ là các bạn thấy cái chữ này nó mặc định nó nằm như thế này ha. Rồi bây giờ trong cái phần này đi, tôi nhấn F10, tôi chọn cái cell này, cell này đang có nội dung chữ đúng không, và tôi muốn cái chữ này đó, cái chữ này mặc định nó nằm như thế này nha. Bây giờ các bạn muốn cho nó xa ra ha, xa ra, các bạn không thể nào mà gõ, có nhiều bạn chơi kiểu mà láu để giữ đấy ha, xong rồi muốn nó cao lên cái gì ô thì gõ thêm cái enter đúng không, muốn nó xa, muốn nó sang phải thì gõ cái này, cái này là không có được nha, cái này là sai nha, sai nguyên tắc rồi, sai nguyên tắc nha, không có làm vậy được nha, các bạn mà làm vậy là hỏng bét ạ. Rồi không có đúng, không có đúng cái dân chuyên nghiệp làm nha, chuyên nghiệp chúng ta làm như thế nào. Rồi chúng ta chọn cái ô này ha, và chúng ta chọn trên mark green, green rồi, tức là cái khoảng cách á, cái khoảng cách trong ha, marine rất là cái khoảng cách trong, khoảng cách này từ cái chữ này này cho tới cái vật chứa nó, tức khoảng cách trong của vật chữ nó nha. Cái này marine và padding á thì nhiều bạn hơi lúng túng chút xíu, nếu các bạn nào mà học về bên lập trình web á, thì sẽ đỡ lúng túng hơn nha. Rồi bây giờ nè, phóng lớn cái này lên cho các bạn dễ quan sát, các bạn thấy nó nhiêu đây ha. Rồi margin của nó nè, khóa cái này là nếu mà bình thường nó khóa này lại á, thì cái khoảng cách của nó là bốn cạnh đều bằng nhau nha, từ đây tới đây là 2 mm, từ đây tới đây 2 mm nha, và cái đây cũng là 2 mm nha, tại vì cái chữ nó không hết thôi nha, nếu mà một đoạn văn bản nó dài tới đây thì đây cũng là 2, đây cũng là 2 nha. Bây giờ các bạn tăng lên, các bạn sẽ coi nha, 3 không 4 5 6, các bạn thấy chưa, rồi nó tăng lên ha. Rồi ok tôi lấy trở lại, vừa rồi là 2 đúng không, ok bây giờ tôi muốn nó chỉ theo cái chiều này và chiều này thôi nha, thì tôi có thể mở khóa. Rồi chiều trên thì thí dụ bây giờ là 2 3 3 4, và chiều bên 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 cạnh trái nha, cạnh trái cũng thế. Rồi tăng lên nha, cạnh phải đó các bạn thấy nó không có đổi là tại vì chữ nó không có đủ nha. Bây giờ tôi sẽ nhập thử chữ cho nó đủ cho các bạn coi nha. Thí dụ tôi nhấn Ctrl C copy cái này ha. Rồi các bạn thấy không, nó khác nhau nha. Đó các bạn thấy nó không khác tại vì không, chữ nó lớn quá, cho nó nhỏ đi là các bạn sẽ thấy ngay. Nhỏ nữa đi. Đó, các bạn thấy nó khác rồi đó. Nha. Cái này chẳng qua cái chữ nó, các bạn thấy từ đây đây nó đều tại vì đây nó còn sót này. Chứ đúng là từ đây nó tới đây này, các bạn nhìn cái ô này, nhìn cái hàng kẻ lấm tấm á, cái hàng kiến bò đó từ đây tới đây này và từ đây tới đây khác nhau không? Đó, bây giờ thí dụ tôi định lại nha. F10. Tôi định lại này, margin. Rồi tôi định lại không phải là 4 nữa mà tôi định lại là 5, 6 đi ha. Các bạn thấy nó khác nhau này. Nha, các bạn thấy khác nhau đó. Rồi bây giờ nếu mà F8 cũng, các bạn thấy không? Khác nhau chưa? Cái này vẫn như thế này mà cái này khác nhau này. Được chưa? Khác nhau nha. Rồi, ok. Rồi. Các bạn hiểu sơ cái đó thôi nha. Tôi xóa luôn cái này đi cho nó gọn. Rồi, chúng ta vừa mới biết được thêm một cái nữa nha. Bây giờ ok, chúng ta sẽ sang phần khác. Rồi, đó là phần chuyển bảng thành text nha, phần bảng thành text. Thí dụ bây giờ là tôi có một cái bảng.
Ok, tôi có một bảng gồm có 5 hàng và 4 cột nha. Và tôi có một nội dung ở trong đây. Thí dụ tôi có một nội dung tôi gõ đại nha. Không biết gõ cái gì đây trời. Gõ cái gì đây? Thí dụ bây giờ đây 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 là một cái hóa đơn hay cái gì đi ha. Ok. Thì đây là chúng ta có mặt hàng. Được chưa? Rồi đây chúng ta có giá tiền. Giá. Giá. Rồi chúng ta có sau giá là chúng ta có gì? Có đơn vị tính đấy ha. Đơn vị tính. Thí dụ thôi nha, lâu ngày tôi đâu có làm về cái ngành này đâu. Đơn vị tính. Rồi cái này là thí dụ bây giờ là số lượng. Ha. Còn đây là thành tiền. Tôi thí dụ thôi nha. Tôi không bên kế toán này, thử đi dốt cái này lắm. Nha. Còn hàng thí dụ bây giờ là ok, tôi có cóc đi ha. Rồi đây tôi có ổi đi ha. Thí dụ thôi. Rồi đây tôi có ổi ra thành ổi chưa? Ổi. Rồi đây tôi có là bơ đi ha. Rồi trái cây, ba loại trái cây ha. Thí dụ giá ở đây tôi cho đại thôi nha là 500. Tôi cho đây là 400. Đây tôi cho là 200. Thí dụ thôi, cho các bạn thấy nó khác, có sự khác nhau thôi ha. Đơn vị tính thì tôi tính là ví dụ là kg ha, ký kg 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 được chưa? Ok. Còn số lượng, thí dụ số lượng cóc là bao nhiêu? Số lượng cóc là ví dụ như là giờ là 2 kg, này là 3 kg, cái này là 4 kg. Rồi được chưa nào? Rồi rồi đây là tôi có một cái bảng rồi. Bây giờ này các bạn đã có sẵn một cái bảng như vậy rồi, rồi bây giờ các bạn, ủa bây giờ làm sao mà bây giờ tôi biến nó thành từ bảng này mà tôi muốn cho nó thành cái đoạn paragraph thôi, đoạn text thôi, thì chúng ta làm cách nào? Làm được nha. Ok, chúng ta chọn bảng rồi dùng pick tool chọn bảng. Chọn bảng và chúng ta chọn là ở trên này ha. Chúng ta chọn menu table, convert table to text. Rồi, ở đây á nó hỏi là chúng ta sẽ ngăn cách các cái text á, các cái hàng text đó, ở cái cột text á, cái cột này nè, bằng cái ký tự nào nha, ký tự chấm hoặc ký tự tab hoặc là một đoạn ha, hoặc là chúng ta định nghĩa nào nào. Thường thường á người ta sử dụng tab là dễ nhất nha, và nó là căn bản nhất nha. Rồi đây tôi để mặc định của nó là tab. Ok, rồi các bạn thấy không, chúng ta đã có một đoạn văn bản đó, một đoạn văn bản. Rồi các bạn thấy nó không có được chính xác, tại sao ạ? Nha, cái này nhiều bạn mà chưa có rành về Word á thì nó hơi lúng túng. Bạn nào rạch về Word thì nó đỡ lúng túng hơn chút. Rồi, các bạn thấy nó khác không? Tại vì chẳng qua các cái bước tab của nó bị sai. Rồi, muốn định lại bước tab thì tôi chọn dùng công cụ Ctrl E để chọn toàn văn bản. Các bạn thấy nó có cái bước tab được không ạ? Nè, các bước tab này. Ha. Rồi, ok. Bước tab thứ nhất này đó là của cái giá. Ha. Bước tab thứ hai này của đơn vị tính, bước tab thứ ba là của số lượng và bước tab thứ bốn là của thành tiền nha. Bây giờ thí dụ tôi bỏ cái này đi coi nè, đó bỏ cái này đi, các bạn thấy nó đi mù ra không? Rồi rồi thành tiền nó nằm đây, các bạn thấy nó nắm nắm ở đây chưa? Rồi bây giờ nè, thí dụ bây giờ tôi mù nè, cái số 4 là của số lượng đúng không? Cái số 4 này của số lượng. Thí dụ tôi mua cái số 4 này coi. Mua cái bước tab của số 4 này. Mua tới đây thôi. Được chưa? Rồi bước tab 5 nó của thành tiền nè. Đó, bây giờ tôi xóa cái bước 6 này đi. Nó không ảnh hưởng gì hết. Thấy không? Xóa đi, kéo nó ra ngoài nha. Rồi, thành tiền. Rồi, bây giờ này. Mua chút xíu số lượng đây. Đơn vị tính. Nằm đây. Cái này mà bạn nào mà rành về Word rồi thì nó đỡ lúng túng hơn nha. Rồi, ok. Tôi làm sơ sơ thôi nha. Thí dụ sơ sơ thôi.
để cho các bạn hiểu sơ thôi. Rồi, được chưa? Đó, chúng ta đã có một đoạn đoạn văn bản. Rồi, ha. Đây là đoạn văn bản. Rồi bây giờ nè, vừa rồi chúng ta đã chuyển được đoạn văn bản bảng thành đoạn văn bản. Bây giờ chúng ta chuyển đoạn văn bản thành bảng được không ạ? Ý là được đúng không? Thí dụ chúng ta cũng chọn như thế này nha, chúng ta cũng chọn cái đoạn văn bản này như thế này. Nhưng mà các bạn chọn là table và convert text to table nha. Ở đây các bạn chọn rất là dễ nha, tại vì vừa rồi đó các bạn chọn ngược lại mà. Bây giờ các bạn chọn ngược lại thôi nha. Thì trong cái bảng này các bạn chọn là tab. Ok. Các bạn thấy chúng ta lại có một cái bảng như cũ nha. Vừa rồi đó chúng ta thấy là nó làm lại chính xác là bởi vì chúng ta đã định chính xác nha. Đối với nhiều bạn á, giờ tôi xóa cái này đi, xóa cái bảng này đi, Shift F4. Có nhiều bạn á, thí dụ bây giờ đoạn văn bản ưa gõ như thế này nè, tôi nói nha, cái này là có rất nhiều bạn có cái sai là như thế này. Đây là một đoạn văn bản đúng không ạ? Thí dụ bây giờ các bạn gõ như thế này nè, có rất nhiều bạn nha, kể cả trong Word nữa, làm trong Word cũng vậy nữa nha. Gõ như thế này, thí dụ như là mặt hàng, tôi nói thí dụ thôi, mặt hàng là các bạn không có dùng tab để đẩy ra nha, không có dùng tab để đẩy ra mà các bạn dùng như thế này nè nha, khoảng trắng đó, thấy chưa? Rồi đây là giá, rồi các bạn khoảng trắng đó, các bạn thấy không? Đó, rồi thí dụ đơn vị, tôi thí dụ thôi nha. Rồi ở đây là thí dụ mặt hàng là cáo. Ha, rồi cái khoảng trắng, dùng khoảng trắng không ạ? Khoảng trắng đưa tới đây. Thí dụ như là 500. 500. Rồi khoảng trắng đơn vị, thí dụ kg. Các bạn sai nha, sai nguyên tắc nha. Rồi ok, tôi sẽ làm lại cho các bạn coi. Đây là mới là đúng nguyên tắc này. Khi mà các bạn làm việc theo văn bản á, các bạn phải biết được một số cái kêu là cái tip để làm việc cho nó chính xác nha. Bây giờ thí dụ tôi xóa cái này đi. Ok, tôi làm lại cho các bạn coi. Bây giờ tôi sẽ ấy này. Ok, dựng đoạn văn bản ngay từ đầu nha, thì tôi phải chọn chung Ctrl E của nó nha, Ctrl E nha. Rồi tôi sẽ định các bước tab của nó đầu tiên nha, định bước tab đầu tiên, hoặc là tôi có thể bỏ mấy cái này đi nha. Tôi đã bỏ cái bước tab này đi nè ha, ước lượng thôi nha, tôi ước lượng thì tôi bỏ bước tab. Kéo bớt đi ha. Rồi ok, thí dụ bây giờ là tôi mặt hàng, mặt hàng được rồi, tôi tap một cái không à, rồi thế giờ được chưa? Ok đó, rồi tôi nào giá, rồi tap cái, rồi đơn vị, rồi tap số lượng đúng không, số lượng tap cái nữa, rồi thành tiền. Rồi, được chưa? Rồi, thí dụ bây giờ tôi đây là cóc. Ha. Táp. Thí dụ giá 500. Rồi, táp. Đơn vị kg. Rồi, số lượng là thí dụ như là 2 kg. Rồi, cóc. Thí dụ phần sau, ổi. Rồi, ha. Táp. Thí dụ 400. Rồi, đơn vị kg. Rồi, tôi nói thí dụ tới đây thôi nha. Bây giờ thí dụ giờ tôi chọn cái đoạn paragraph này và tôi biến nó thành bảng, coi nó chính xác không nha. Bây giờ tôi khoan, tôi cộng lại, tôi nhấn phím cộng để tôi copy cái này là lát so sánh nha. Đây đây, so sánh nha. Rồi giờ tôi có cái này rồi, giờ table convert text to table tab nha, ngăn cách bằng tab. Ok, các bạn thấy không, chính xác, chính xác và đẹp luôn, được chưa nào? Nha, đó. Được chưa? Ok, tôi xóa cái này đi. Chỉ làm thí dụ thôi. Rồi, được chưa nào? Ok, bây giờ nè, chúng ta sẽ sang một cái phần khác nha. Bây giờ đây, thí dụ bây giờ là tôi có cái bảng này đây. Ha. Bây giờ tôi muốn định vị trí cái text ở trong cái bảng này nè. Trong cái này cho nó đẹp một chút nha.
Các bạn không thể nào chọn như thế này được nha. Các bạn chọn như thế này á, mà các bạn dùng phím Enter để xuống hoặc dùng phím trắng này kia là sai nha. Các bạn thiếu chọn trong là giữ ở đây như thế nào nha. Thì chúng ta có nhiều cách nha. Chúng ta chọn. Vừa rồi chúng ta học chọn rồi. Đúng không? Chúng ta chọn. Thí dụ bây giờ tôi chọn hàng này. Rồi, được chưa? Chọn hàng này. Và bây giờ cho vô giữa thì như thế nào? Cho vô giữa nha. Thì text chúng ta sẽ chọn là trong cái này ha, nhấn Ctrl T đó ha, là character paragraph ha, các bạn chọn là canh giữa. Thí dụ các bạn cho nó canh giữa, tất cả đều canh giữa, nhưng mà các bạn thấy nó không có đều ở đây nha. Các bạn nếu mà các bạn không thấy nó đều ở đây, các bạn làm cái kiểu mà các bạn kéo như thế này ấy, thì nó cũng không có chính xác, thấy không? Các bạn kéo không có chính xác, các bạn thấy không? Không có chính xác nha. Thí dụ như thế này đây, tôi nói thí dụ nha. Rồi tôi nhấn Ctrl G đi, Ctrl G để cho nó trở về như cũ. Rồi, được chưa? Rồi. Bây giờ thí dụ cái ô này nè, tôi muốn cho cái chữ đơn vị và chữ giá này nó nằm đúng như thế nào thì tôi chọn nha. Rồi. F4. Tôi chọn hàng này. Rồi. Và ở cái phần frame này nè, text ở phần frame này nè, tôi chọn cái nút mà vertical alignment. Vertical alignment giống hàng theo chiều đứng ha. Đây tôi chọn là center vertical alignment nha. Mặc định của nó là top, thấy không? Đó, hoặc các bạn có thể chọn bottom. Ở đây tôi chọn center. Ok. Các bạn thấy được chưa? Ok ha. Rồi. Đó, chứ đừng có mà kéo 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 ấy này thì nó lâu lắm mà nó không chính xác đâu. Bảo đảm không chính xác mà nó chạy tầm bậy tầm bạ hết. Rồi, các bạn cũng có thể tô màu nhé. Tô màu cho toàn bảng. Thí dụ bây giờ tôi chọn bảng. Tôi chọn toàn bảng này ha. Tôi chọn toàn bảng thì tôi tô màu cho nó. Thí dụ tôi tô màu gì cho nó. Thì tôi tô màu nó lè loẹt cho các bạn nhìn thôi nha. Chứ còn màu này lên là nó xấu quắc luôn. Nha. Rồi, các bạn có thể tô màu cho nó. Được chưa? Rồi, còn bây giờ mà tô một cái cell như thế nào? Tô cái cell này các bạn không tô được nha. Các bạn đâu có chọn cell được ha. Chúng ta phải chọn từng cell theo cái kiểu mà chọn bằng phím F10 hoặc là shape tool nha. Các bạn chọn đây. Đó, nhà này thí dụ, tôi nói thí dụ thôi nha. Tôi chọn đại thôi nè, tô màu đại cho các bạn coi thôi nha. Đó, nó xấu kệ nó. Được chưa nào? Đó là tô màu. Ok, rồi bây giờ tôi sang cái phần khác là phần định dạng bảng. À, định dạng bảng để tạo cái đường viền cho bảng hoặc là cho cái cell đó thì các bạn chọn bảng nha. Các bạn có thể chọn bảng. Nè, thí dụ bây giờ chọn cái này cũng được nhé. Rồi các bạn chọn thí dụ bây giờ nè, ok. Các bạn chọn, các bạn thấy viền xung quanh màu đen rồi ha. Ok, đó là một cách, đó là một cách. Cái cách đó thì nó cũng không có chính quy lắm đâu, nhưng mà chúng ta có thể chọn được. Thí dụ bây giờ cách cách chính quy thì chúng ta chọn bằng F10 hoặc Shape Tool nha. Chúng ta chọn toàn bảng. Ok, chọn toàn bảng. Rồi, các bạn thấy ở trên cái thanh này ha, chúng ta sẽ chọn trên thanh property bar đó, chúng ta sẽ chọn cái nút này nè, border selection nha, nhấp nó và chúng ta chọn outside ở bên ngoài thôi nha. Outside. Chúng ta bây giờ chúng ta cho cái viền ở bên ngoài nó dày lên ha. Ở viền bên trong thì nó mỏng hơn. Outside. Đâu, outside. Rồi, outside nó là thí dụ bây giờ tôi cho nó màu đen. Tôi cho nó màu đen. Tôi cho nó màu đen. Ồ, mỏng quá. Ồ, vẫn mỏng quá. Point, nó tính bằng point. Ồ, nó tính bằng point thì hơi khó nhìn đúng không? Bây giờ tại vì nó mặc định theo cái nét thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ định cái nét là lại outline, outline pen. Cái này có bài học hết rồi nha, bài học trước kia lâu lắm rồi nha. Ok. Rồi, đổi cái này bằng mm. Mặc định của nó là 0.2 mm, thì tôi có hướng dẫn các bạn ở các bài hồi căn bản rồi nha. Ok, từ bây giờ là tôi sẽ chọn. Rồi, ok. Chọn toàn bảng. Select table. Chọn toàn bảng. Bây giờ các bạn thấy nó là 0.2 ly thì các bạn định chính xác hơn. Thí dụ giờ 1 ly. Ở ngoài là 1 ly. Các bạn thấy không? Ngoài nó là 1 ly. Rồi. Bây giờ tôi muốn cái này như nào bên trong. Ha. Thì bên cũng select table. Bên trong nha, bên trong thì thí dụ bây giờ là đây tôi chọn là inside, chỉ bên trong thôi, inside, inside chấm hai màu
cho màu đen ha. Rồi, ok. Click ra ngoài. Tại sao? Để coi, select table. Inside màu đen. Thường thường nó có nhiều khi ấy, Corel Draw nó cũng khùng khùng lắm nha. Các bạn chọn màu đen không có được đâu, các bạn chọn đại một cái màu nào khác các bạn thấy nó được này ha. Thì các bạn chọn trở lại màu đen nha, để coi được không nha. Đó được theo không, nhiều khi ấy. Đây là bản của tôi là bản có bản quyền mà nó còn khùng khùng rồi nha. Các bạn mà xài mấy cái bản bản crack nó còn điên hơn. Các bạn thấy chưa? Rồi, ok, bây giờ cho cái này dưới nó cũng đậm lên thì như thế nào? Chọn cái này ha. Rồi ở dưới các bạn chỉ chọn cái hàng này thôi đúng không? Rồi các bạn chọn bây giờ ở bên dưới đúng không? Bottom. Bottom. Đang 0.2 đúng không? Các bạn cho nó 1 ly. 1 mm. Ok, được chưa? Rồi. Tạm được ha. Màu mắt này, màu sắc nó lè lẹt tí kệ nó nha. Là để làm thí dụ thôi mà. Rồi. Đó, định dạng bảng rồi nha. Ok, bây giờ sang một phần nữa là để tách các cell rồi với nhau. Các bạn thấy không? Các cái cell này nó dính liền nhau. Các bạn muốn nó tách ra thì như thế nào? Các bạn chọn bảng nha. Chọn bảng. Mà lúc giờ các bạn chọn bằng công cụ là công cụ chọn nha. Dùng Pick Tool. Các bạn chọn bảng. Ở trên cái option này nè. Trên cái nút option này nè. Các bạn click mũi tên sổ xuống. Và các bạn chọn Suppress Cell Border. Nha. Rồi. Các bạn thấy không? Rồi. Cái khoảng cách của nó là 4 ly. Khoảng cách chiều ngang và chiều dọc. Nha. Là 4 ly. Các bạn có thể tăng giảm ở đây. Hoặc các bạn thì gõ một chỉ số chính xác vào đây. Thí dụ tôi cho là 3 ly thôi. Ha. 3 ly. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi. Ở đây đó là nó sẽ khác luôn nha. Các bạn thấy không? Nó sẽ nhảy tùm lum như thế này nè. Đó. Thế nên tùy trường hợp mà các bạn trang trí nha. Đó, các bạn ở đây các bạn không có ấy được đâu nha. Các bạn bỏ ở đây nó chỉ bỏ về thôi. Ha. Rồi các bạn phải nhập theo cái khác nữa. Tức là các bạn dùng dùng shape tool ha. Các bạn dùng shape tool chọn toàn bảng đi. Chọn toàn bảng. Rồi, các bạn bỏ hàng trên. Đây, nó đâu rồi? Đây. Này. Top and bottom. Top and bottom. Thí dụ bây giờ nó đang là đâu? Đây, non, không, nha, yeah. Non, non, ok. Chọn toàn bảng top and bottom, top and bottom, non. Tại sao nó vẫn còn? À, đây. Đây. Tại vì cái này các bạn chọn bảng thôi. Chọn cái chọn theo công cụ chọn nha. Rồi. Top and bottom, các bạn click vào đây cũng được nè. Rồi. Xong rồi cái đây là left and right, click vào đây. Ok. Còn cái này ha, cái này có thể các bạn là chọn theo F10. Chọn cái này nha. Rồi trên dưới, đúng không? Trên dưới top and bottom. Rồi, không có nông mà là cái được 1 ly. 1 ly màu đen. Các bạn thấy được không? Rồi, ok ha. Tạm được đi ha, tạm ổn đi. Rồi. Bây giờ cho nó cái ấy nữa. Rồi. Cái trái phải. Không phải là trái phải mà là bên trong đúng không? Bên trong là on, các bạn chọn on đi. On. 1 ly. Rồi, on là 1 ly. Rồi các bạn chọn cái này, hai cái này. Ok. Các bạn chọn trên dưới. Trên dưới. Trên dưới nó là 2. Rồi, trái phải. Trái phải 2. Rồi, ok, tạm thời nó như vậy đi. Ha. Các bạn thấy không? Đó. Cho nên là định dạng bảng ở trong Corel Draw nó dễ bị nhức đầu lắm. Yeah. Rồi. Ok, chúng ta đã biết được cách là tách các cell ra với nhau. Yeah. Học tới đây chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ
Có cái gì khó đâu, chỉ có hù ma nhát quỷ à. Ok, nãy giờ mới chỉ là dạo chơi thôi nha. Bây giờ thí dụ nhẹ nhẹ một chút coi sao ha. Rồi, ok, nhẹ nhẹ một chút đi. Nha. Bây giờ xóa cái này đi. Shift F4. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo nhanh một cái bảng nha. Một cái bảng gồm có 5 hàng và 4 cột. Rồi, tôi sẽ tạo một cái bảng. Một cái bảng gồm có 5 hàng. 5 hàng và 4 cột. Đâu, 5 hàng và 4 cột. Rồi. Ok. Rồi. Cái này để làm thí dụ thôi nha. Thử tôi làm nhanh mà làm lấu một chút xíu nha. Giờ tôi sẽ định dạng sơ. Thí dụ ở đây là tôi sẽ làm một cái menu của một cái nhà hàng khách sạn nha. Rồi bây giờ là tôi sẽ định sơ nhanh trước nha. Rồi, F10. Đây, tôi sẽ mở cái này lại. Mở Excel. Mở cái này lại. Mở Excel. Mở cái này lại. Mở Excel. Ok. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ thí dụ bây giờ đây là cái tên của khách sạn nhà hàng. Đây là cái menu của nó nha, cái menu. Và đây là có bốn cái hình thu này, cái vùng này là bốn hình của bốn món ăn. Vùng này là bốn hình của bốn món ăn. Vùng này là vùng để cho cái tên của bốn món ăn này và cái giá tiền của bốn món ăn này. Vùng này cũng vậy, tên của bốn món ăn dưới và giá tiền của nó. Ok. Ví dụ tôi sẽ làm thật nhanh nha. Làm thật nhanh. Vừa rồi là các bạn biết sơ sơ rồi, giờ coi như thí dụ thôi, tôi làm thí dụ nha. Bây giờ là cái làm đại thôi nha. Rồi ví dụ bây giờ là nhà hàng khách sạn đi ha. Tên nó là gì? Khách sạn tên là gì ta? Ngàn sao mây gió đi ha. Đi đại thôi nha. Rồi, đây là cái gì? Menu. Tôi gõ nhanh thôi nha. Rồi, ok. Giờ Ctrl E đi ha. Ctrl E rồi tôi cho tag của nó đi. Tag trang kê. Ok. Rồi, kênh giữa. Hiện tượng. Rồi, cái này cho nó xuống chút đi. Rồi, xuống hàng chút. Rồi, xuống hàng chút. Ấy chạy. Rồi, ok, để tạm vậy thôi. Lát tính sau. F4. Đây là bốn cái đây có bốn hình, đúng không? Bốn hình. Rồi, bốn hình. Tôi sẽ tìm cách cho bốn cái hình vào đây trước hay là sao ta? Bốn hình thôi. Nào làm đây trước đi. Làm cái này trước thì chúng ta sẽ có một cái đoạn paragraph ở đây, đúng không? Paragraph. Rồi, ví dụ bên đây là cái gì đây? Đây của bên này có bốn món đúng không, bốn hình hay bốn món, thì là bốn món chơi đi ha. Làm đã thế nha. Enter xuống hàng, món đầu tiên là cái gì ta, thường thường là món gì ta, bò đi ha. Bò, bò gì vậy, bò phải có tên chứ ha. Bò lăn tăn đi ha, bò lăn, lẽ lăn không lăn tăn đi ha. Rồi, ok. Quên nữa nghe. Quên một điều, các bạn thấy không, nó có các cái dấu tab này, thì thường bây giờ tôi muốn là đây là cái tên món hàng và đây chỗ này là cái giá tiền và cái chỗ này đơn vị ha, thì từ đây này tới nó phải có cái dấu chấm 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 chấm, nó kêu là đây là tab top và đây là các cái dấu leader ha. Rồi tôi sẽ bỏ cái này đi hết, còn chọn E chọn hết cái này nha, chọn hết cái này. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ bớt đi. Khoan. Rồi bây giờ là tôi sẽ định các bước tab, định các bước tab cho cái đoạn paragraph này nha. Text tab. Rồi ở đây nó có mặc định các cái bước tab như thế này, tôi remove hết, tôi không dần dùng cái này. Mà bây giờ là cái này nó tính bằng inch ha, nó tính bằng inch. Và các bạn để ý là cái thước này, ở đây nó là 10, 20, 30, 40, 50, 60, ở đây nó tính bằng mm, bởi vì cái đơn vị tôi tính là mm nha. 10, 20, 30. Thì bây giờ tôi muốn ở ngay chỗ này nè. Tôi muốn ngay ở chỗ cái 70 này nè. 70 là một cái dấu tab top. Thì tôi sẽ định ở đây như thế nào? 70 luôn. 70. Nhưng mà đây đơn vị nó đang là inch. Các bạn thấy không? Đơn vị đang là inch. Tôi gõ trực tiếp mm vô. Mm vô. Rồi. Tôi muốn cho nó có dấu chấm.
tôi nhấp vào leader option nha. Trong character tôi chọn, thí dụ đây là tôi chọn cái dấu chấm. Ok, một character, khoảng cách một character, ok ha. Rồi tôi nhấp add, tôi có một dấu tab, một cái tab top, các bạn thấy không, ở ngay chỗ 70 này nè, nó có một cái tab, thấy không? Rồi bây giờ tôi muốn là ngay chỗ 80 này có một cái tab nữa nha, để làm cái đơn vị, cái chữ đơn vị ha, ngay chỗ tab ở đây. Thì từ 70 tới 80 này khoảng cách của nó là 10 đúng không? Rồi tôi cho là 10 ly. 10 ly. Rồi leader, leader option tôi cũng chọn là dấu chấm. Ok. Add. Rồi tôi đã có hai dấu tab top. Ok. Rồi. Về đây ha, về đây rồi tôi bo lên tăng, rồi tôi nhấp tab. Tôi nhấp tab. Ở đây là thí dụ giá tiền của nó là 80.000 đi ha. Thí dụ thôi. 80.000 đồng. Rồi. Tab một cái nữa. Dấu tab ở đây nó văng ra đây rồi, không có đúng nha. Đây. Tại vì nó thiếu chữ, nó thiếu chữ ha, nó thiếu cái chỗ này nè, nó có một cái rồi, tôi sẽ định lại cái này là nó không có phải tab, bức tab của nó là trái nữa mà sẽ bức tab phải ha. Rồi tôi Ctrl E chọn toàn cái này ha, và tôi định lại bức tab của nó, tab 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 đang là tab, cái bức tab này nó đang là tab left ha. Tôi nhấp vào đây nè, nhấp vào cái chỗ này nè ha, nhấp vào đây nè, đó là các bạn thấy mũi tên này sổ xuống tab right, tab right ha, và nó đang là off, leader nó đang là off nha. Tôi nhấp on nha, được chưa? Ok, các bạn thấy không, nó có dấu chấm, bây giờ nó lùi lại cho tôi đó, được rồi ha. Đó, rồi đây là một dĩa ha. Được chưa? Rồi enter. À, đây là cái dấu top của nó là ấy rồi, tại vì nó có chấm cho nên là vừa rồi sai ha. Rồi định lại bức tab, tab cái này là không có nha, cái này nè, định lại cái này, cái này lead option là không có, lead option off center off on left. Ok. Rồi, ok. Rồi món thứ hai đi ha. Món thứ hai là món gì vậy? Món thứ hai dê đi ha. Dê, dê, không lấy dê không? Dê số xả đi ha. Rồi, tab. Tab. Đó, các bạn thấy không? Cái dấu tab của nó chạy ở đây. Bắt đầu gõ nó sẽ lùi lại nha. Tại vì tab của nó là tab canh phải. Rồi, bây giờ là thí dụ bây giờ dê thì mắc hơn chút xíu. Ok, cho nó là 100.000 đi ha. 100.000 đồng. Rồi, tab một cái nữa, một dĩa. Enter. Rồi món thứ ba là cái gì đó, gà đi ha. Gà, không lấy gà không. Gà gì? Không lẽ gà móng đỏ. Ừ, kỳ quá. Gà tiềm thủy đỉnh đi ha. Ok. Không biết đặt tên gì, đặt tên đại nha. Gà thì cho nó 80.000 thôi, thí dụ. Rồi. 80.000 một con thì rẻ quá nữa. Cho một con luôn. Rồi. Món nữa đi ha. X đi ha. X, X vượt rào đi ha. Ok. Tab. Rồi 80.000. Rồi. Một dĩa. Lộn nha. Này phải tab nha. Tab. Rồi, ok, ta đã có văn bản. Bây giờ tới hình nha. Bây giờ hình. Giờ chúng ta sẽ chèn hình vào đây. Tôi chèn đại hai cái hình thôi nha, làm thí dụ thôi nha. Rồi bây giờ tôi, rồi bây giờ mở Google lên để tôi search đại Google bỏ quay đi ha. Đây, tôi giờ tôi bỏ trước ha, bỏ quay. Bỏ quay hình đi ha, hình ảnh. Rồi, hình ảnh. Giờ tôi bỏ làm đại cái này, lấy đại hình này đi ha. Chọn đại hình này đi. Rồi, ok. Copy. Copy me. Về đây. Ctrl V dán vô. Ok, tôi có một cái hình. Được chưa? Rồi, bây giờ muốn cho nó vào đây thì thế nào?
Muốn cho vào đây các bạn không dùng power clip được đâu nha. Các bạn giữ chuột phải nha, giữ chuột phải nè, chuột phải nha, giữ chuột phải và kéo nó vào đây, kéo nó vào cái hình này. Các bạn kéo vào đây ha. Kéo vào cái ô này nè. Rồi buông nút chuột phải ra, buông nút chuột phải ra. Các bạn chọn place inside cell. Rồi, nó vào bên trong nha. Rồi các bạn co nhỏ nó lại. À, co nhỏ nó lại bằng các cái ấy này này. Đôi khi các bạn kéo kéo nó bị sai nha. Thí dụ có nhiều bạn kéo cái nó qua đây nè, vô tình kéo nó qua đây là có sai là sai nha. Để các bạn kéo nó ra ngoài lại, ha, kéo ra ngoài lại rồi sao? Mu lại thôi, nha. Paste inside cell. Vừa rồi chúng ta ấy cho này là sai nha. Còn chung gì đi? Này, nhấp chuột phải kéo vô đây nè. Phải ngay cái ô nha. Cái tâm cái các bạn thấy có cái tâm á, nó phải ngay cái này rồi play rồi ok được ha, ok tạm được. Giờ thêm món gà nữa rồi vô đây đi ha. Rồi kiếm trên, rồi giờ kiếm trên internet luôn. Rồi, ok, thí dụ bây giờ tôi kiếm trên món gà quay đi ha. Tôi kiếm món gà quay ở trên ấy để trên internet đi. Rồi, tôi lấy đại con gà này đi. Rồi, copy image. Ctrl V. To dữ vậy. Nó nhỏ lại đi, 100 thôi. Rồi, thí dụ cho nó vào đây đi ha. Giữ chuột phải nha. Giữ chuột phải rồi không sai đâu. Đây cho vào ô này đi ha, giữ chuột phải nha, play inside here, co lại rồi tạm được đấy ha, coi như ấy thôi. Rồi ok, chúng ta đã có hai cái hình làm tượng trưng nơi, các bạn ấy thêm mấy cái hình nữa cho nó đủ. Cái này để làm thí dụ thôi mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ định dạng cái này, được chưa? Định dạng. Rồi. Định dạng thử đây nha. Rồi, ok. Dùng F8. Chọn hàng này, ok, cho đậm lên. Này, đổi phông chữ cho nó. Thí dụ phông chữ tôi cho một cái phông gì đó đi. Đây đi ha. Lớn lên bự quá rồi, ok cho một cái màu đi, menu cho đậm lên màu đỏ rồi được chưa nha. Rồi tới cái phần này thì Ctrl E rồi cho cái này đi. Cánh giữa. Rồi, đổi phông. Ví dụ tôi cho cái phông này được không? Đây. Lớn lên. Rồi, cho màu xanh luôn đi. Nha. Rồi, ok. Bây giờ cái này nè. Các bạn có thể cho nó share ra nha. Share ra bằng cách quét chọn nó. Các bạn đừng đừng có chơi cái kiểu mà để cho cái enter vào đây là không đúng nha. Rồi tôi nhấn còn chôn gì, không có nên giãn hàng bằng cái enter. Rồi các bạn dùng này nè, text ha. Rồi đâu, ở đây nè, đây là khoảng cách nè ha, before paragraph spacing, tức là khoảng cách của đoạn trước với đoạn sau nha. Các bạn tăng nó lên, thí dụ tôi tăng lên 130 coi như sao, cũng khá khá cho 150. Ok. Được ha. Rồi được chưa? Đó. Đây nha, các bạn tôi thí dụ thôi nha. Thí dụ thôi. Rồi bây giờ các bạn có thể copy cái này. Copy cái này, copy cái đoạn này. Ctrl E, Ctrl C. Rồi đưa xuống đây. Đây Ctrl V. Rồi. Nên là bốn món ăn chơi thì bây giờ các bạn muốn ăn thiệt thôi. Thiệt, còn cái này thì đổi lại. Ví dụ món gì đó đi ha.
Ok, được chưa nào? Rồi các bạn thêm hình ở đây. À, cái này vậy là cái thí dụ thôi. Rồi, ok. Được ha. Rồi, bây giờ là tách nó ra. Tách ra, option. Option, spread, tách ra. Được chưa? Rồi, ok. Cái này thí dụ cho một cái màu đi. Cho một cái màu, màu vàng được không? Vàng quá, chết quá. Click vô, uniform. Color view 100% là cho nó 20 thôi. Ok, giờ thôi. Rồi, được chưa? Ok, ha. Rồi, bây giờ cái này thì bỏ nét. Rồi, cái này thì F10. Chọn cái cell này nè. Chọn cái cell này. Rồi, một ly màu đen, à, màu đỏ đi. Màu đỏ cũng được ha. Cái này thì bỏ đi nha. Cái này thì chúng ta có thể bỏ cái này. Bỏ cái này. No. Này bỏ cái này. No. Rồi, ok, tạm vậy đi ha. Cái này các bạn có thể tô một cái màu nào đó ha. Đó, bốn hệ. Rồi, đây là cái menu thôi. Được chưa nào? Rồi, tôi thí dụ thôi nha. Đó, thí dụ cho các bạn quen cái cách định dạng thôi. Ok. Được chưa nào? Ok. Nha, tôi vừa tạo nhanh một cái bảng để làm thí dụ. Nha. Thí dụ một cái menu đơn giản thôi nhé. Chứ còn thực sự menu này có cả trăm ngàn kiểu lận. Nha. Mà nếu bạn nào cảm thấy thí dụ này mà nó dễ quá là các bạn có thể thử sức với cái mẫu tôi đưa ra sau đây ha. Đây là cái mẫu mà tôi đưa ra cho các bạn coi ha. Ok. Đây là cái mẫu mà nếu các bạn muốn là các bạn thử sức nha. Các bạn thử sức làm cái này coi làm sao nha. Các bạn nếu mà cái mẫu này đó cái bảng này đó, cái bảng này nếu mà các bạn làm trong Microsoft Word thì nó dễ ợt rồi ha. Nhưng mà như tôi đã nói đó ha, các bạn không thể nào dùng Microsoft Word để in ra một cái pano quảng cáo to chà bá được. Đúng không? Lúc này các chúng ta sẽ phải dùng tới Corel. Nào, hãy thử sức coi ha. À, cái file hai cái file hình để làm mẫu này và cái văn bản á là tôi để link ở phần mô tả đó. Nha, các bạn sẽ đỡ mất công nhập văn bản nha. Rồi. Rồi, ok. Bài này tới đây là hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà thấy hữu ích á, các bạn có thể like, share và đăng ký kênh để có thể nhận được các video mới. Chúc các bạn luôn vui khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.